Rồi các bạn, trong cái video này, tôi sẽ nói về cái mật độ tiêu đề và cái tầm quan trọng của nó. Trước hết, cái title Destiny hiện có khoảng 3 cái công cụ và có lẽ nhiều hơn sau cái Manage, Celebro và cái Lackbox. Tôi sẽ nói về trong cái video này, cách sử dụng chúng trong mỗi cái, mà như trước hết hãy để tôi giải thích nó là cái gì. Như một phần của Marivox, chiến lược khởi động, cái Honeymoon mà chúng ta đã nói đến trong cái podcast Người Bán Hàng, tập 202, 50 và cả 300. Cái mức độ tiêu đề đề cập đến có bao nhiêu sản phẩm trên cái trang đầu tiên và kết quả tìm kiếm của một keywords, có cái cụm từ tìm kiếm trong đó có cái tiêu đề. Ở dạng cụm từ chính xác, nói cách khác, nếu mà tôi tìm kiếm cái coffee shelf và nhìn trên Amazon, có 50 kết quả organic phù hợp. Có bao nhiêu cái listing trên trang 1? Thực sự có cái kệ quan tài ở dạng cụm từ. Không có, không quan tài. Nhưng mà ở cái kệ bên kệ ở cuối, nhưng kệ quan tài, nó có 8 cái listing có cái quan tài. Ở trong cái tiêu đề, mật độ tiêu đề cho cái kệ quan tài là 8. Bởi vì có 8 cái listing có nó, và bây giờ tại sao điều này lại quan trọng? Chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều nghiên cứu cho thấy bạn càng nhận được cái số đó càng nhỏ. Giống như giả sử chỉ có 2 hoặc 3. Thật siêu dễ dàng để đến với trang đầu tiên. Đôi khi bạn có thể đến trang 1 và ngay cả ngày đầu tiên của một cái sản phẩm hoàn toàn mới. Không ai khác có nó trong cái tiêu đề ngoài bạn. Ngược lại, nếu bạn nhìn thấy một cái keywords có như là 40 trong số 50 sản phẩm, tất cả đều có nó trên trang đầu tiên và keywords chính xác, đó là mật độ tiêu đề 40 hoặc 50, sẽ khó xếp hạng hơn ở trang đầu tiên. Đó không phải là một cái sản phẩm không tốt để làm. Nếu bạn không nên đặt cái tiêu đề của mình, nhưng mà bạn chỉ cần biết rằng nó khó hơn một chút á. Vì vậy trong các công cụ của chúng tôi, bất cứ khi nào bạn thấy một keywords ngay bây giờ, bạn sẽ bắt đầu thấy cái bộ lọc mật độ tiêu đề này. Trước tiên hãy để tôi chỉ cho bạn cách sử dụng nó trong cái Lackbox. Tôi có ở đây trong Lackbox 4 keywords. Và từ đây, tôi sẽ tham gia vào một số lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, lĩnh vực tôi bước vào ở đây là chỉ cho tôi một keyword có ít nhất 5.000 khối lượng tìm kiếm, đồ dùng cho thú cưng và ít nhất là 2 từ. Và sau đó tôi cũng đặt cái mật độ tiêu đề bộ lọc hoàn toàn mới của chúng tôi. Tối thiểu 0 và tối đa 3 và tôi chỉ có thể bắt đầu tìm kiếm. Bạn biết ở đây tại một số keywords này, cái đồ chơi sinh nhật, thức ăn cho thú cưng, cái thùng đựng đồ. Cá nhân tôi không thích tìm kiếm keywords có ở số nhiều, bởi bạn thường không muốn dù sao cũng đặt số nhiều vào cái tiêu đề của bạn. Cái máy xúc cát mèo đây có thể là chiếc áo khoác thú vị cho chó với dây nịt. Chúng ta hãy nhìn vào nó. 10.000 người đang tìm kiếm cái áo khoác cho chó có dây nịt. Nhưng cái mật độ tiêu đề chỉ là... Hãy xem hai lần cuối cùng chúng ta kiểm tra. Hãy xem nó trông như thế nào trên Amazon. Áo khoác cho chó có dây nịt. Điều này giống như những gì tôi hình dung, nó sẽ là bạn thấy cách mà mọi người mô tả nó. Cũng giống như keywords khác mà bạn biết như là áo vest thời trang cho chó. Áo khoác. Áo ấm mùa đông, áo khoác mùa đông có cái dây nịt bên phải. Và bạn biết đó, điều này thực sự trông giống như một cái thị trường nice cạnh tranh, có lẽ không thích hợp để nhìn vào cái điều này. Đây là trang 1, vị trí thứ 3 và nó chỉ có 4. 4 cái đánh giá ở đây, nhưng mà dù sao, quan điểm của tôi là hầu như không ai sử dụng áo khoác cho chó có cái dây nịt. Vì vậy đây là một cái cách để nghiên cứu sản phẩm, giống như có lẽ tôi muốn nhìn vào cái thị trường cách này và nói là nếu tôi có một cái listing mới và tôi nói áo khoác cho chó có cái dây nịt trong cái tiêu đề, tôi gần như lập tức sẽ đạt được cái điều này. Đầu trang 1 cho những cái từ khóa này có hơn 10.000 lượt tìm kiếm trên đó. Vì vậy đó là cách sử dụng nó trong Lackbox. Và bây giờ thì sao về Celebro là Manage? Hãy để tôi đi vào một trong những cái listing này ở đây. Chúng ta hãy xem cái này ở đây. Cái này có 17 đánh giá. Nếu tôi đến Celebro cho cái mặt hàng này á, bạn thực sự có thể vào cái Celebro ở đây, từ chính Celebro. Tôi có thể làm thực sự có làm điều đó ngay tại đây trên cái trang sản phẩm thực tế bằng cách nhấn keywords ngay tại đây. Bây giờ trong khi điều đó đang mở ra, tôi hãy để thực sự đi vào cái Manage và chỉ cho bạn cách để nó hoạt động. Tôi sẽ đi vào Manage và chúng ta hãy nhìn vào cùng một điều là, rồi chúng ta hãy làm điều gì đó khác biệt thực sự. Tiếp tục và tra cứu cái quan tài kiểu cũ. Tôi có lẽ đã tìm kiếm điều này trước đây, nhưng tôi sẽ thực hiện một cái tìm kiếm hoàn toàn mới. Bây giờ khi bạn sử dụng cái Manage, tất cả các keywords có từ có cái mối liên hệ, cái kệ quan tài sẽ xuất hiện, hoàn thành, thông minh sẽ xuất hiện. Và nhớ điều đó có nghĩa là tất cả các keywords, cụm từ có cái quan tài và cái kệ ở đâu đó trong đó. Ngoài ra còn có các keywords organic khác, điều đó có thể có liên quan. Những gì bạn có thể làm bây giờ là bạn thực sự có thể... đặt cái mật độ tiêu đề ngay tại đây. Cùng một điều tối thiểu, tôi sẽ không đặt cái gì ở đó. Hãy đặt tối đa ba bên phải. Hãy xem một cái gì đó được tìm kiếm ít nhất. Hãy nói đúng là 7.000 lần nếu mà tôi nhấn cái áp dụng.
Bây giờ nếu mà tôi đang nhìn vào cái coffee sale á, và tôi muốn thấy một số keyword top, tôi có thể nhận được cái danh hiệu của mình mà không nhiều người có. Nhìn nè, Goth Decor, Goth Decor có 10.000 lượt tìm kiếm. Nhưng mà có thể thấy ở đây mật độ tiêu đề chỉ là 3. Chỉ có 3 cái listing trên cái trang đầu tiên. Chúng tôi là một trong số này, giống như là không có cái thương hiệu bạn biết, cái người Adrim Self Organized có 8.000 lượt tìm kiếm và chỉ có 2 người trong đó có cái title. Biết bạn nhận được của bạn, tôi đang làm gần giống như một cái nghiên cứu sản phẩm ở đây. Đồng thời tôi đang nghiên cứu keywords. Bây giờ bạn sẽ thấy rất là nhiều keywords tiếng Tây Ban Nha. Đừng đặt cái tiếng Tây Ban Nha trong cái title của mình. Thường thì điều đó không có ý nghĩa gì, nhưng mà điều đó có thể cho tôi thấy á, nếu tôi muốn dễ dàng xếp hạng cho một số keywords liên quan đến cái coffee sale, tôi sẽ đặt gì trong tiêu đề của mình. Vì vậy đó là cái manage giống như ở Celebro. Vì vậy ở trong cái Celebro, tôi đã kiểm tra cái đó trên cái áo khoác cho chó, đúng không? Một lần nữa điều tương tự là để tôi nói nè, chỉ cho tôi thứ gì đó tìm kiếm ít nhất 5.000 lần. Mật độ tiêu đề nằm ở đâu? Hãy nói tôi đây là 2. Và sau đó tất cả keywords ở đây có liên quan đến điều này. Unit cho chó sẽ xuất hiện và chúng ta có thể thấy những cái khác nhau. Áo khoác cho chó, khi tiêu lớn, điều đó có gây sốc cho tôi là không nhiều người trong đó có cái title. Áo hoodie cho chó lớn, quần áo cho chó, áo vest chó màu cam, áo len lông cừu cho chó. Và điều này nói cho tôi là hai điều số 1. Ý tưởng sản phẩm mới, tiềm năng mà tôi có thể có. Bạn biết là không có nhiều người thậm chí có cái này trong cái title nếu nó là một keywords. Điều đó hoàn toàn liên quan đến cái listing của tôi. Bạn biết như cái tài liệu và cái áo len. Đến sản phẩm của tôi là áo len. Tôi biết một người đàn ông, nếu mà tôi nhận được điều đó trong cái title, tôi có khả năng sẽ ở trang đầu tiên trong vòng vài ngày. Và có thể chỉ chạy một số BBC hoặc một số cái gì đó cho một keywords có 9.000 tìm kiếm. Vì vậy một lần nữa, cái người có tiêu đề, bạn sẽ thấy điều này thường xuyên hơn một chút trong cái black box của chúng tôi. Manage và Celebro là những người đầu tiên bạn có thể bắt đầu sử dụng cái này để tìm những cái loại đá quý ẩn của cái keywords mà không ai sử dụng trong cái title của họ. Và biết rằng đường dẫn đến trang thứ nhất của bạn là dễ dàng hơn. Như một cái lời nhắc nhở, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về lý do tại sao cái title keywords là quan trọng, đảm bảo xem cái tập 200 hoặc là 250 thậm chí là 300 của cái podcast Người Bán Hàng. Cảm ơn các bạn và chúng tôi sẽ gặp lại bạn trong video tiếp theo. Bạn đang bán hàng trên Amazon? Skyroad cung cấp các dịch vụ dành cho các nhà bán hàng trên Amazon với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Đặc biệt, chúng tôi là đơn vị phân phối độc quyền Tool 2510 tại Việt Nam với code giảm giá lên đến 70%. Hãy xem thêm thông tin chi tiết dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên like, share và subscribe để nhận được thông báo về các video mới nhất từ Amazon Seller Việt Nam nhé.